2 giờ sáng ngày 18 tháng 4, mọi ngả đường tại Đức đều đổ về cầu trường Allianz Arena khi Bayern Munich cùng Arsenal sẽ có màn tái đấu sinh tử trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League. Một mất một còn, không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào xảy ra, vì nếu có, nó sẽ nhấn chìm một đội xuống vũng lầy của sự tuyệt vọng. Vậy Arsenal và Bayern Munich đang chuẩn bị những gì? Sau trận thua, ai cũng khó tránh khỏi cảm giác thất vọng và buồn bã. Nhưng chúng tôi phải quên đi điều đó để hướng đến cơ hội tuyệt vời ở Cúp C1. Đã 14 năm rồi, Arsenal chưa được nếm trải cảm giác chơi tại bán kết Cúp C1. Không có thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại để chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi cần đứng lên và thể hiện bản lĩnh vào lúc này. Đó là chia sẻ đanh thép của huấn luyện viên Mikel Arteta, pháo thủ có thể vừa thua đau Aston Villa và đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League. Nhưng họ vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết khác tại Champions League khi có trận hòa trước Bayern ở lượt đi. Mọi thứ vẫn đang ở vạch xuất phát và họ cần nỗ lực hết mức để có lần đầu tiên lọt vào bán kết C1 sau 18 năm chờ đợi. Hơn thế nữa, họ rất cần một chiến thắng để tránh rơi vào vòng lặp chu kỳ buông như mọi năm. Được ăn cả, ngã về không, liệu mùa giải của Arsenal sẽ như thế nào sau đêm thứ tư tới? Trước khi bước vào bài phân tích, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác trên kênh nhé. Những lá thăm may rủi đưa Arsenal gặp Bayern Munich ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất tại Champions League mùa này. Trong quá khứ, Hùng Xám thường xuyên gieo rắc nỗi ác mộng cho đội bóng của nước Anh. Theo đó, trong 3 lần gặp nhau gần nhất tại vòng đấu loại trực tiếp ở giải đấu cao cấp nhất châu Âu, đại diện Bundesliga đều là đội giành vé đi tiếp. Thế nhưng thời thế đã thay đổi trước khi vòng tứ kết của Champions League năm nay bắt đầu. Arsenal bước vào trận lượt đi vòng tứ kết với sự quyết tâm rất lớn. Pháo thủ bất bại trong 11 trận ở ngoại hạng Anh kể từ đầu năm 2024, trong đó có 10 chiến thắng để vươn lên ngôi đầu. Ngược lại, Bayern Munich lại thi đấu thiếu sự ổn định gần đây khi để thua Dortmund và Heidenheim ở Bundesliga. Với lợi thế sân nhà, Arsenal đã nhập cuộc thực sự tốt. Họ có bàn mở tỷ số do công của Bukayo Saka ngay phút 12 và chỉ 4 phút sau đó, Ben White có cơ hội nhân đôi cách biệt. Nhưng cú đá ở cự ly gần của Anh lại không thắng được Manuel Neuer. Huấn luyện viên Mikel Arteta gọi đây là bước ngoặt của trận đấu, bởi nếu Ben White nâng tỷ số lên 2-0, trận đấu sẽ diễn ra rất khác. Ngay sau pha bỏ lỡ của White, đội khách có bàn cân bằng tỷ số do công của người cũ Arsenal, Serge Gnabry. Chưa dừng lại ở đó, trước hiệp một khép lại, Harry Kane nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Phải rất vất vả, Arsenal mới có được bàn cân bằng tỷ số 2 đều do công của Leandro Trossard ở phút 76. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận lượt đi. Cả hai đội đều có những sự tiếc nuối sau kết quả hòa trên sân Emirates. Với Arsenal, họ cho rằng mình xứng đáng được hưởng 11m ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 sau tình huống va chạm giữa Saka và Neuer. Còn với Bayern, họ cũng đòi một quả 11m sau tình huống thủ môn David Raya chuyền bóng cho Gabriel Magalhães và cầu thủ người Brazil đã dùng tay ôm lấy bóng. Tạm dẹp lại những tiếc nuối, Arsenal và Bayern trở về giải đấu quốc nội với khao khát tạo ra những bước chạy đà vững chắc cho trận tứ kết lượt về. Tuy nhiên, cả hai đã rơi vào tình thế trái ngược nhau trước cuộc đấu quyết định tại Allianz Arena. Cụ thể, pháo thủ vừa gây thất vọng khi để thua 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa, có đó đánh mất ngôi đầu bảng ở ngoại hạng Anh vào tay Man City, đồng thời mất luôn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Họ bây giờ kém Man xanh 2 điểm, một khoảng cách không quá lớn, nhưng đối với những ai am hiểu Premier League, một khi Arsenal đã để Man City trở lại ngôi đầu vào tháng 4, cơ hội để họ đòi lại vị trí này ở cuối mùa là rất khó. Vì Man City nổi tiếng với bản lĩnh đua nước rút phi thường, họ có thể thắng một mạch từ đây đến vòng đấu cuối cùng, hoặc chí ít là không thua thêm trận nào để nâng cúp. Lịch sử đã nhiều lần chỉ ra điều đó. Ở mùa giải 21-22, Liverpool thậm chí chỉ kém Man City 1 điểm sau khi vòng 33 kết thúc. Nhưng khoảng cách ấy vĩnh viễn không thể san lấp được vì Man City thắng 4, hòa 1 trong 4 vòng đấu cuối cùng, đạt thành tích tương tự với Liverpool. Sẽ đến tình cảnh của Arsenal hiện tại, chỉ còn cách pháo thủ thắng hết từ đây đến cuối mùa và mong chờ Man xanh sẩy chân ở một vòng đấu nào đó. Nhưng sẽ đến lịch thi đấu của hai đội, khả năng Arsenal mất điểm còn cao hơn. Đối nghịch với trận thua của pháo thủ, Bayern có được chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Cologne. Tuy nhiên, chiến thắng của Hùng Xám không có nhiều ý nghĩa, bởi ở trận đấu sau đó, Leverkusen đã đánh bại Werder Bremen với tỷ số 5-0 để vô địch Bundesliga trước 5 vòng đấu. Song 3 điểm có được trên sân nhà giúp đoàn quân của Thomas Tuchel tự tin trước trận tiếp đón đội bóng của nước Anh. Tình hình hiện tại, Bayern đã chính thức trở thành cựu vương ở Bundesliga, giải đấu mà họ đã vô địch kể từ năm 2012 đến nay. Ở Cúp Quốc gia Đức, Hùng Xám cũng dừng bước từ sớm. Bây giờ thì Champions League là giải đấu duy nhất để đội bóng xứ Bavaria hy vọng vào một danh hiệu và họ sẽ nỗ lực hết sức ở trận đấu tiếp Arsenal trên sân nhà. Mặc dù chơi không ấn tượng ở mùa giải năm nay, nhưng Bayern vẫn được đánh giá cao ở Champions League nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm. Họ có Thomas Müller đang hướng đến trận thứ 150 ở giải đấu này. Họ có Manuel Neuer đang hy vọng sẽ nâng chuỗi trận giữ sạch lưới ở Champions League lên con số 58. Đội chủ nhà còn có Thomas Tuchel
người đã cùng Chelsea vô địch C1 trong quá khứ. Chính vì thế, nhiều chuyên gia nhận định trận tứ kết lượt về giữa Bayern Munich và Arsenal nghiêng một chút về phía đội chủ nhà. Hơn thế nữa, với lợi thế được chơi tại thánh địa Allianz Arena dưới sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên, không bất ngờ khi Hùng Xám được đánh giá có nhiều cơ hội vào bán kết hơn là pháo thủ. Allianz Arena luôn là điểm tựa vững chắc cho Bayern Munich khi bước ra biển lớn. Theo đó, tại tổ ấm của mình, Hùng Xám bất bại trong 14 trận gần nhất ở Champions League, trong đó có 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Cũng như Allianz Arena mà Bayern có thể lật ngược thế cờ trước Lazio, họ thua 0-1 trên đất Italy ở lượt đi vòng 1/8, nhưng sau đó thắng 3-0 trên sân nhà ở lượt về. Về phía Arsenal, không thể phủ nhận rằng họ đã có một mùa giải ấn tượng, nhưng dàn cầu thủ trẻ của pháo thủ vẫn thể hiện sự non nớt ở những thời điểm quyết định. Trận lượt đi với Bayern, hàng thủ Arsenal đã phạm những sai lầm và để đối phương khai thác, trong khi họ có những cơ hội tốt để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng lại không thể tận dụng được. Đến trận đấu Aston Villa mới nhất, Arsenal dứt điểm 14 lần trong hiệp 1, trong đó có ít nhất 2 cơ hội rõ ràng nhưng không thể ghi bàn. Những phút cuối, do nôn nóng tìm kiếm chiến thắng, họ đã rơi vào bẫy của đối phương và nhận liền 2 bàn thua trong 10 phút cuối cùng. Arsenal có sức trẻ, niềm khao khát thể hiện mình, nhưng Bayern có kinh nghiệm, sự già dơ và lợi thế sân nhà nữa. 3 lần gần nhất đụng độ ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, Hùng Xám đều đi tiếp và họ có cơ hội lớn có lần thứ 4 làm được điều đó trước pháo thủ. Nhưng đừng quên rằng, Arsenal cũng là kẻ đang bị dồn vào đường cùng. Đúng là một trận thua tại Premier League chưa phải thảm họa, nhưng nó không nên là khởi nguồn cho chu kỳ buông, thứ đặc sản ám ảnh pháo thủ qua bao mùa, đặc biệt là trong giai đoạn tháng 4. Chẳng phải ngẫu nhiên người hâm mộ lại có bài hát chế, tháng 4 là lời nói dối của Arsenal, vì họ thường xuyên phải chứng kiến cảnh pháo thủ hụt hơi đúng vào lúc then chốt nhất. Thầy trò Mikel Arteta vì thế rất cần một chiến thắng cho Bayern để chặn đứng chuỗi domino thảm họa và cái gọi là chu kỳ buông. Nói một cách khác, Arsenal sẽ được ăn cả, ngã về không sau trận đấu với Hùng Xám. Một chiến thắng không chỉ để lấy vé đi tiếp tại Champions League, nó còn giúp củng cố tinh thần toàn đội, tiếp thêm niềm tin cho cuộc lật đổ Man City đầy gian nan phía trước và tuyên bố cho người hâm mộ biết rằng Arsenal mùa này đã khác. Ngẫm lại, pháo thủ mùa này cũng có đôi chút khác thật so với những mùa trước. Trong trận tứ kết lượt đi trước Bayern, tuy các cầu thủ Arsenal vẫn cho thấy sự non nớt về mặt kinh nghiệm, nhưng đó là cái giá phải trả, phải đánh đổi cho sức trẻ. Điều quan trọng là Arsenal thể hiện được bản lĩnh vào đúng thời khắc nguy hiểm với pha lập công quý hơn vàng của Leandro Trossard. Nếu không có bàn thắng đó, đôi chân của các pháo thủ giờ đây hẳn đã mang cả tấn chì trước khi hành quân đến Allianz Arena. Một lần nữa, Arsenal được mong chờ sẽ bộc lộ bản lĩnh để vượt khó, giống như sau những lần vấp ngã ở mùa giải này. Đội chủ sân Emirates lại thiết lập một chuỗi thắng và sở hữu phong độ lên cao. Nhưng liệu họ có thể làm được? Xét đến tình hình lực lượng hiện tại, Arsenal có đôi chút lợi thế khi Bayern liên tiếp đón tin không vui. Do mới dính chấn thương trong trận thắng Cologne 2-0, chuyên gia chạy cánh Kingsley Coman sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ người Pháp này sẽ bỏ lỡ trận đấu tới của Hùng Xám. Tương tự là trường hợp của Sacha Boe, Bonassa, Tarek Buchmann và Gabriel Marusic, trong khi khả năng ra sân của Gnabry và Sané vẫn còn để ngỏ. Cần lưu ý rằng chính Gnabry và Sané là những người góp công khuấy đảo hàng thủ của Arsenal và xuất hiện trong cả hai bàn thua ở lượt đi. Vắng thêm Coman, Bayern đang đứng trước một cuộc khủng hoảng ở cánh. Chưa kể Alphonso Davies bị treo giò, Arsenal hoàn toàn có thể khai thác tổn thất này của Bayern với những sự lựa chọn giàu tốc độ như Saka và Martinelli. Nhưng trước hết, họ cần củng cố hành lang trái bằng một hậu vệ biên cứng cựa sau những sai lầm liên tiếp của Kiwior và Zinchenko thời gian gần đây. Tomiyasu Takehiro là một phương án không hề tồi. Tuy nhiên, Arsenal cũng chịu một tổn thất lớn khi tiền vệ thủ quân Martin Odegaard mới bị đau trong trận Arsenal để thua Aston Villa 0-2 nên không chắc có thể ra sân thi đấu. Trong trường hợp xấu nhất, nhiều khả năng Mikel Arteta phải tạo ra sự thay đổi lớn trong đội hình để khỏa lấp vị trí và vai trò tối quan trọng của người đội trưởng. Người vào tuyệt lộ, kẻ dồn chân tường. Cuộc chiến lượt về giữa Bayern Munich và Arsenal quả thực gay cấn và mang nhiều ý nghĩa cho mỗi đội. Nếu Arsenal sẽ một lần nữa vượt khó trong mùa giải này để trả sạch món nợ cho Bayern, hay Hùng Xám sẽ lấy chiến thắng tại Champions League làm niềm an ủi sau khi đã đánh mất ách thống trị tại Bundesliga? Hãy cùng 5 Go chờ xem nhé!